Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Hana Giang Anh. Và video ngày hôm nay là một video về nutrition, dinh dưỡng. Hana sẽ đưa mọi người vào bếp cho mọi người xem là trưa nay thì Hana ăn gì và cách Hana tính calo trong cái bữa ăn này, cũng như là cách mình kiểm soát calo trong cả một ngày bằng app MyFitnessPal. Đây, mình vừa mới đi siêu thị về này. Thì hôm nay mình đi siêu thị mình mua nói chung là khoảng tầm 1 triệu gì đấy, khá là nhiều đồ ăn. Mình sẽ cho mọi người xem luôn mình đi chợ thì mình mua gì. Thì mình có mua sữa chua Hy Lạp này, sữa chua Hy Lạp vị mật ong này. Hai cái loại sữa chua Hy Lạp này thì nó rất là nhiều protein nhưng mà nó cũng nhiều cả fat nữa. Đây là giấy bạc để mình nướng cá. Đây là gừng. Hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng gừng để làm sốt cá. Đây là mình mua cà rốt để mai mình làm cà ri này. Và đây là loại cá mà hôm nay chúng ta sẽ ăn. Đây, mình có mua thêm một miếng nữa, rất là to, cộng với một con bạch tuộc kinh khủng. To, mọi người thấy to. Đây là cá blue marlin. Stick nó thịt nó rất là dày, nó rất là chắc, thậm chí là cái da của nó dày cực. Xong mình có lên trên YouTube để mình search blue marlin xem cái con cá đấy nó như nào, nó to, xong nó có cái mũi dài, xong cái vây các thứ luôn, thì ăn cái con này như kiểu ăn thịt luôn đấy. Nó chắc lắm. Cá này có tiếng Việt là cá cờ gòn 418 gram. Ủa, ăn này nhiều lắm đấy ạ. Giá của nó là 166.400 gram và bên này là 200 gram thì 19.000. Và mình mua thêm cái này. Dạo này mình đã nghiện cái này. Hồi xưa mình rất ghét ăn bánh mì nhưng mà không hiểu sao kiểu sống với chồng thì kiểu bị quen với phong cách của chồng. Đấy là ăn bánh mì. Cái này sẽ phải bảo quản ở bên ngoài, không cho vào tủ lạnh. Và mình mua tôm nữa, tôm sú này là chồng mình cũng rất thích ăn nhưng mà mình thì không ăn được vì dị ứng tôm nên chỉ mua cho một người thôi. Và mua lườn gà nữa. Và các bạn biết không, mình phát hiện ra là lườn gà thì nó mềm, nó ngon, nó ngọt hơn so với ức gà rất là nhiều mà nó chỉ đắt hơn đúng 10.000, hình như là 10 hay 11.000 100g ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhá. Đầu tiên mình sẽ làm cái nước sốt. Mình sẽ cho khoảng 4 tablespoon, gọi là cái thìa 15ml ý. Cái thìa này mình mua ở hàng làm bánh ấy các bạn. Đây gọi là tương đậu nành nhá, cái soy sauce mà của Nhật Bản ấy, Kikkoman ấy. Sau đó thì mình sẽ cho 2 thìa mật ong. Mật ong chính là cái làm nên sự thần thánh của mùi vị cá trong cái công thức lần này luôn, ngon lắm. Trộn đều lên. Mật ong nó có cái vị hơi ngọt ngọt, nó quyện với cái cả mùi tương đậu ấy, ngon lắm, nó thơm cực luôn. Tối hôm qua mình đã làm thử rồi. Cho gừng đã đập vào này. Mình nghĩ là mùi mật ong với cả mùi gừng nó sẽ rất là ấm, nó làm mất đi cái mùi tanh của cá ấy. Dầm dầm ra. Bây giờ mình sẽ cho cá vào. To, dày, còn hơn cả miếng thịt luôn ý. Ôi nó dày vãi đạn luôn ấy anh ạ. Đấy, xong rồi mình sẽ để đây khoảng tầm 10-15 phút ấy. Nó sẽ ngấm vào. Rất là thơm. Thực ra ngày xưa ấy thì mình nấu ăn rất là tệ luôn. Mình được bố mẹ chiều lắm. Cả hồi nhỏ hầu như chưa bao giờ phải nhặt rau luôn ấy. Nhặt rau thì kiểu nhặt rất là kém, không biết nhặt đâu. À mọi người nhìn này, nó sôi rồi này. Đấy, cho đến khi mà mình lấy chồng thì mình còn nghĩ là mình lấy chồng thì chồng của mình rất là hợp với mình. Bởi vì chồng sẽ bảo là kiểu em ăn gì thì anh ăn đấy. Mọi người thấy không? Mọi người sẽ đảo một chút cho cái này nó đặc lại, nó sánh sánh lại ấy. Lát nữa mọi người đổ lên trên con cá ấy, mọi người làm sốt ấy, ngon lắm. Đây là khoai tây nghiền mình đã mua sẵn, khoai tây nghiền của Mỹ ấy. Nhưng mà nó là khoai tây 100% nguyên chất chứ không phải là cái loại khoai tây nghiền kiểu instant mà mọi người hay ăn đâu. Cái loại mà nó pha sẵn mắm muối các thứ rồi. Còn cái này là nó là vị khoai tây original nguyên chất nên nó sẽ rất là healthy. Đó, thì hai vợ chồng chắc là sẽ ăn khoảng 300g. Mình cho vào trong lò vi sóng để ở mức nhiệt trung bình, làm nóng lên 2 phút hoặc là 1 phút rưỡi được rồi. Sau đó sẽ đến phần làm rau. Không thể nào thiếu rau được, nếu không thì chồng mình sẽ bị táo bón. Thì bây giờ nhặt rau thôi. Các bạn nhìn không, đây là 180g đậu co ve Nhật. Thì mình sẽ đem luộc. Tại vì mình nghĩ là cố gắng ăn rau thì ăn luộc, ăn hấp hoặc là áp chảo thì nó sẽ ít cái chất béo ấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người xem là mình nhập những cái đồ ăn này vào như thế nào nhá. Rau này là đã rửa rồi này, chờ nước sôi thì mình sẽ cho vào đây. Các bạn thấy không, mình sẽ có một cái app này tên là MyFitnessPal nhá, mình kích vào đấy. Đó, vào phần diary thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay từ trên này là những cái con số này. Có nghĩa là một ngày thì mình, cả ngày hôm nay mình chưa nhập gì vào đây hết nhá. Thì một ngày mình sẽ được ăn 226g carbon hydrate là tinh bột ấy, 50g fat chất béo và 113g protein. Và tổng cái này là 1814 calorie. Thì để biết cái con số này là gì thì các bạn sẽ lên trang web TDEECalculator.net này. Các bạn nhập các chỉ số ở đây thì sẽ biết là một ngày target các bạn là cần ăn bao nhiêu calo. Xong rồi các bạn sẽ vào đây này, các bạn vào cái phần goal. Đấy, xong các bạn set cái calorie protein cap. Đấy, các bạn set nó
làm sao để mục tiêu một ngày các bạn nó ra đúng cái số phù hợp với bạn. Và cái này thì mỗi người sẽ một khác nhau, nên là mọi người phải tự tính chứ không được bắt chước mình. Xong rồi các bạn sẽ nhập này, ví dụ lunch của mình ở đây, mọi người nhìn thấy con số này không, là 186g đậu, thì mình sẽ nhập vào này, mình search chữ, cái này có chữ French bean đúng không, ok, thì mình sẽ chọn cái này nhá, mình sẽ chọn này này. Và 186 thì là hai vợ chồng ăn, nên mình sẽ chia ra mỗi người khoảng 90g. Thì nó là như này, các bạn nhập vào thôi, thì các bạn kéo xuống dưới, các bạn nhìn thấy những cái chỉ số của nó. Ví dụ như là nó có 5mg sodium là natri á, 2g phơ này, fiber, ở dưới này có canxi này, 2g protein này, có 20% là vitamin C, tức là cái món này có rất là nhiều vitamin C, vitamin A 6%, nhập vô. Đấy, sau đó thì sẽ nhập cá nhá. Cá này là cá gì nhở? Đấy, hôm qua mình vừa ăn xong. Chắc là hai vợ chồng sẽ ăn một cái con này là mỗi người 200g ấy. Nó có tận 48,1g protein. Và ở dưới này là tất cả những cái chỉ số, ví dụ như là cholesterol này là 100mg luôn. Sodium cũng khá là nhiều, tại vì những cái con cá này là cá biển nên nó sẽ khá là mặn. Bây giờ mình sẽ cho đậu vào đây. Cái này múc đồ ăn xịn cực, xong nó có cái lỗ ở giữa đây này, thì khi mà mình múc rau xong hớt các thứ thì nước nó sẽ trôi xuống dưới. Anh thấy hay không, mà kiểu nó mỏng ấy, mỏng tang luôn. Xong cầm nó nhẹ cực. Hôm đấy mình với chồng mình cứ ngồi cân nhắc giữa cái này với một cái khác bằng silicone, nhưng mà mình thấy là những cái mà nhẹ nhẹ như này tiện hơn. Các bạn nhìn thấy chỗ này là nó có cái gì đấy không, anh cho mọi người nhìn này, nó cái răng cưa ấy. Thế nên là ví dụ cái thìa này nó có thể dùng để ví dụ các bạn cắt trứng được luôn. Xong rồi cái phần đầu này thì mình có thể dùng để xúc cái phết bánh mì ấy, để phết vào bánh mì, vì nó có silicone ở đây. Tiện nhở? Đấy, mình đảo một chút. Hai vợ chồng nhà mình lúc nào cũng ăn chung trong một cái đĩa hoặc là chung trong một cái bát. Xong rồi sharing, cảm giác ăn ở đấy rất là tình cảm nhá anh nhỉ. Khoai tây cũng ăn chung luôn. Đấy là đĩa đồ ăn ngày hôm nay có đủ protein này, carbon hydrate và rất ít chất béo và rất nhiều khoáng chất. Mình thấy mọi người nhất định phải làm thử cái món cá này với cái sốt này đi. Cái sốt này nó hơi có vị ngọt ngọt nhá. Nó không còn một tí mùi tanh nào cá biển nữa, bởi vì nó có gừng và nó hơi mặn mặn kiểu vị tương. Hôm trước mình làm với cả giá xào ấy, ăn chung ngon. Hôm nay chuyển sang ăn với đỗ. Và khoai tây nghiền thì nói chung rất là dễ chế biến ấy, cho vào trong lò vi sóng và là xong. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay của Hana. Hana rất là thích nấu đồ ăn eat clean. Tất nhiên cũng không phải là đồ bếp gì cả, chỉ là những cái mà mình tham khảo và hỏi ở trên YouTube hoặc là tự mình nghĩ ra thôi. Nếu mọi người thích mình quay những cái video như này nữa thì đừng quên bấm nút subscribe và khen chồng mình một câu ở lần sau chồng mình quay đẹp cho mình.